xin chào các bạn trên đang dõi theo trên kênh Facebook của Cỏ Sam. Các bạn đang dõi theo trên kênh YouTube của hãng phim Sơn An và đang dõi theo trên kênh YouTube của cộng đồng Zero Cộng. Và cũng giống như trên kênh Facebook của đạo diễn Đặng Quốc Phương Vương. Và ngay bây giờ thì đây là Cỏ Sam thể hiện trong cái vai diễn là Khát Sữa Thiếu Mẹ, và tôi là đóng cái vai gà trống nuôi con tiếp tục và xử lý cái khóc của bé như thế nào để cho bé hết khóc. Ok, xin mời các bạn. Nè,
cỏ Sam bây giờ là đã tròn 28 ngày. Thì cũng qua cái ngày hôm nay là cái ngày rất là đẹp. Đó là ngày 1 tháng 5. Là chính là ngày quốc tế lao động. Thì cỏ Sam cũng thể hiện tinh thần quốc tế lao động, khỏe, vui vẻ và thêm tinh thần sống, chiến đấu, lao động, học tập, noi gương theo Bác Hồ. Và lao động là vinh quang. Vậy ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 là vinh quang. Và quốc tế lao động muôn năm, cỏ Sam ủng hộ nhiệt liệt. Được không? Đưa tay. Cỏ Sam đưa tay coi như là đã đồng ý và tuyên thệ ngày quốc tế lao động muôn năm, muôn năm, muôn năm. Bây giờ cả Sam sẽ thể hiện thứ nhất là có một chi tiết là nhu mỏ. Đây, các bạn hãy xem coi cả Sam nhu mỏ khi tôi nói nhỏ vào lỗ tai. Cả Sam là nhu mỏ nha. Con thể hiện nha, bây giờ này, bây nói nhỏ nè. Từ từ để diễn cái cảnh này là xong, kết thúc à. Cái này là diễn thêm, khiếu mãi. Cái này là khiếu mãi, cái này. Nè, cả Sam đó nè. Nhu sao lẽ từ từ đó, nhu thấy chưa, thấy cả xăm nhu chưa nè, nhu mở nha. Rồi, ok, đã thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tới. Bye bye, cả Sam. Bây giờ bữa nay con này cả Sam đến đây qua tiếng huyết giáo của tôi nè. Bắt đầu sửa nha. Bây giờ đã bắt đầu con sửa rồi, đến rồi cả Sam hết khóc nè. Số tiếp theo. Bye bye.